mỗi ngày một câu chuyện cười các bạn. Có bao giờ mình ăn nhiều xong mình bị bệnh, mình đổ lỗi tại cái người nấu ăn ngon không? Tại vì mình nấu ăn ngon quá nên là ta ăn nhiều nên ta bệnh. À, hay là tại vì mày ăn nhiều nên tao bệnh. Tại mày ăn nhiều tao bệnh. Tại mày ăn nhiều nên tao bắt chước mày đúng không? Tao ở gần mày, tao lây tính của mày. Úi giời ơi. Mày nghe thấy nó có vào vào tai mày luôn. Ai nghe cũng lọc. Các bác nhìn thấy cái bếp nhà em lý tưởng không? Tất cả các thứ hết ra ngoài, treo treo hết lủng lẳng chúng quanh như thế này, sờ một cái là có đầy đủ, coi là comfortable, tức là rất là tiện nghi. Nếu mà không như thế thì người ta sẽ không thể thích vào bếp được các bạn. Cho nên là một ngày nào đó các bạn sẽ quan sát các cái bếp nhà em vào em làm cho nó tiện nghi, đến mức độ ai vào bếp nhà em cũng cảm thấy hạnh phúc và sung sướng. Nó cực kỳ tiện các bạn, với tay cái là thấy, sờ cái là có. À, một cái nhà bếp lý tưởng là mình nhắm mắt vào mình còn biết cái gì để đâu, tắt đèn mình còn biết cái gì để đâu, nồi ở đâu, để như thế nào, có một cái trật tự đến mức độ người ta bảo nhập gia tùy tục ở cái chỗ này nhá. Mỗi một đơn vị cá nhân nó có một cái nghiệp riêng và có một cái trí tuệ nó không giống ai, các level không giống nhau và có thói quen của các kiếp quá khứ nữa. Thế cho nên là người ta sẽ thiết lập một cái trật tự theo theo cái phước của người ta. Cho nên khi mình vào nhà người khác, cái thứ nhất là mình phải chấp nhận mọi sự như nó đang là. Nếu mình có góp ý thì cực kỳ thiện chí, và người ta nghe nghe không nghe thôi, chứ các bạn không được chê nhà người ta, không được chê bai xong bảo thế này mới hay, thế kia là dở. Không, nó hay là nó hay với bạn thôi, nhưng mà người ta thấy thế người ta thấy hay thế. Bây giờ mà mình mà bản thân con người là không thích chê, các bạn chê một phát là người ta nghĩ là mình với cái tâm của mình nó xấu, và mình đã là cái tâm xấu thì người ta đã không thích mình rồi. Và một khi người ta không thích mình là người ta sẽ không nghe theo. Bao giờ người ta yêu quý mình, người ta kính quý mình, người ta mới nghe theo nhỉ, đúng nhỉ, có đúng không hả? Cho nên thầy Nhất Hạnh thầy bảo Việt Nam là cái nòi tình. Cho nên là bạn nói với người khác mà người ta không nghe, người ta ương bướng, người ta chống đối lại bạn, nghĩa là người ta không yêu bạn. Vậy thì con đường tình yêu chưa đi trước, mà con đường lý trí, não trái cánh tay phải đi trước, con đường logic đi trước rồi, con đường phi logic nữa. Con đường của trái tim, con đường của direct, nó con đường của cảm xúc. Đấy. Thế là thức ăn nấu thế nào mà đừng để cho cảm xúc trào dâng lên. Ăn nhiều rồi là ngạt mũi nhá. Rồi là bị rồi đổ, tìm cách đổ lỗi hết cho người khác. Đó là âm nhá. Bao giờ lỗi tại ta, lỗi tại ta, mọi nàng mới là dương. Xin hết.